Video này được tài trợ bởi đồ chơi công nghệ Seven. Đến đây với sản phẩm tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne. Chắc chắn là trẻ trung lắm bởi vì họ bảo tận 2 lần trẻ trung trong cái brief, đeo lên auto đẹp trai, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng bảo hành chính hãng, đầy đủ 12 tháng. Với riêng người xem kênh The Reviewer, khi mua tai nghe còn được tặng loa trị giá 299k. Mua đẻ. Siri, check cho anh xem hôm nay có lịch trình gì không nào. Có anh dọn rác vừa ném vào nhà anh đấy. Green Lantern là quần què gì đấy? Sự kiện trung thu à? Có vẻ là một nhân vật nổi tiếng VL trong DC. Ngon, nhận job nào. Chuyện kể rằng, hàng tỷ năm về trước, có một chủng loài bất tử. Và vì không ai trong số họ có vợ nên là họ đành bảo vệ vũ trụ để giết thời gian. Và họ làm điều đó bằng cách khai thác nguồn sức mạnh từ ý chí. Có một sành lá cây, họ chia vũ trụ thành 3.600 khu và gửi cho mỗi khu một chiếc nhẫn quyền năng để chọn ra một chiến binh bảo vệ khu đó. Tức là kiểu mấy thằng dân phòng vũ trụ, Weebu, Vodger, sinh viên bách khoa hay kể cả là một con chó. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một chiến binh, miễn là họ không biết sợ hãi, nốc Fristy đầy đủ và dám đương đầu với thử thách. Cùng nhau, họ tạo thành binh đoàn của những chiến binh không biết sợ. Green Lantern, đèn lồng xanh, đèn lồng xanh, không phải là nhẫn xanh, nhà sản xuất đã lừa được bạn. Trong số các chiến binh đèn lồng, có một chiến binh mạnh nhất tên là Abinsur, đã đánh bại và giam cầm một thực thể rất mạnh, có tên là Parallax, kẻ gieo rắc nỗi sợ trên toàn vũ trụ. Cho đến một ngày hắn lại chui ra để mà phim này được bắt đầu. Ok, đó là câu chuyện về vũ trụ. Bây giờ thì chúng ta trở về với trái đất năm 1993. Đây là Hào, anh có bố là phi công và mẹ anh thì vẫn chưa già. Hôm nay, bố Hào có buổi thử bay, Hào chạy theo để xem bố, với phần lớn lý do là cúp học. Đây là hai đứa con của đồng nghiệp bố Hào, aka bạn của Hào, Carol và Hector. Nhưng kệ mẹ hai đứa này đi bởi vì buổi thử bay sắp bắt đầu. Bố ơi, sao người ta lại dùng phi công người thật để mà bay thử hả bố? Vì nơi duy nhất đạo diễn từng bay là trong vũ trường con ạ. Đừng lo bố ổn. Bố Hào chết. Độ hoành tráng 10, độ cảm động không. Và ta skip một phát đến tương lai, nơi Hào đang làm bố tự hào bằng cách ngủ lang và muộn giờ đi làm. Hào giờ đã là một phi công, cô bạn Carol khi xưa gạch ngang giờ sinh vãi cức, gạch ngang thật đấy, gạch ngang cũng trở thành một phi công. Cá chết của bố Hào hẳn là truyền cảm hứng lắm, bởi vì hôm nay Hào và Carol sẽ lại đi bay thử và họ sẽ chiến đấu sống chết với hai mẫu máy bay tự động mới nhất. Bằng sự đẹp trai của mình, Hào thể hiện kỹ năng lái máy bay xuất sắc bằng việc chiến thắng máy bay không người lái, chứng minh rằng phi công người thật tốt hơn máy móc tự động. Nhưng mà mình cần thuyết phục quân đội mua máy bay không người lái cơ mà. Nhưng mà phi công người thật tốt hơn máy móc tự động. Anh bị đuổi việc. Không, tôi nghỉ việc. Anh không thể nghỉ khỏi một công việc mà anh vừa bị đuổi. Ông không thể đuổi tôi khỏi một công việc mà tôi vừa nghỉ. Bố không đuổi và anh không nghỉ và tôi xin vãi. Thế là Hào không bị đuổi nữa, mà chỉ bị đình chỉ công tác. Carol nói với Hào về việc Hào vô trách nhiệm thế nào. Trong khi đó, ngoài bờ biển, có một phi thuyền ngoài hành tinh chứa một người không phải là Goku. Anh chính là Abinsur, người đang bị thương khá nặng nhưng mà nhìn có vẻ chữa được. Anh vừa bị Parallax trỗi dậy và đánh bại và phải vội hạ cánh xuống trái đất. Tuy nhiên, vết thương nhìn có vẻ chữa được này hóa ra lại không chữa được, vì thay vì dùng lồng đèn để mà đi bệnh viện thì anh lại gửi lồng đèn đi tìm chủ nhân mới và cái đèn đi luôn, vãi máu lạnh. Và nó chọn Hào, nó tạo ra một quả cầu nhốt Hào vào bên trong và đưa Hào đến chỗ Abin. Vết thương này nhìn thực sự giống chữa được đấy. Không chữa được đâu. Được mà, tôi có băng keo cá nhân này. Băng keo cá nhân là gì? Là Ergo ấy. Không chữa được đâu. Nhận lấy cái nhẫn này và nói lời thề đi. Vâng, em đồng ý làm vợ anh, khoan đã. Không, nhẫn với thề thốt gì là sao? Dí cái nhẫn vào đèn mà thề. Abin vừa dứt câu thì tắt thở. Hào chôn Abin và gọi thằng bạn thân là Thomas đến đón, vì quân đội đã tìm đến hiện trường. Tôi cá là nếu mà Abinsur gọi pizza lúc mà ông ta đáp xuống thì cái pizza đến nơi nhanh hơn quân đội. Về nhà, Hào đem chiếc đèn ra xem và nhớ lời dặn dí nhẫn vào đèn của Abin. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời thề tự nhiên hiện ra trong đầu Hào và Hào đọc theo. Trong những ngày sáng nhất, trong những đêm tối nhất, không có cái ác nào lọt khỏi tầm mắt ta. Và thế là anh đi đánh người da đen. Và thế là anh trở thành chiến binh đèn lồng xanh. Đúng lúc này, Carol đến rủ Hào đi làm vài chai và tiện thể nói luôn về chuyện tình cảm hai đứa. Nhưng tạm dừng lại đã, vì nghĩa vụ kêu gọi. Hào bị kéo bay đến một hành tinh lạ. Đây là đâu vậy? Cái gì cơ? Dừng lại. Tôi ghét anh vãi. Theo ông này giải thích thì Hào với chiếc nhẫn đã hợp nhất, tích hợp iCloud của chiếc nhẫn vào não, giúp anh có được tất cả kiến thức về vũ trụ và mọi thứ cần biết để trở thành một đèn lồng xanh. Trong đó quan trọng nhất là phải có ý chí. Chiến binh đèn lồng xanh có thể biến suy nghĩ của mình thành dạng vật lý. Đây là Kilowog, người huấn luyện chiến đấu cho Hào bằng cách đánh Hào trong 5 phút và chỉ cho Hào rằng vật càng to bị hút càng dữ. Ủa là sao? Không biết.
Đây là Sinestro, đội trưởng của các chiến binh đèn lồng. Anh ta không thích con người. Sinestro bảo với Hào rằng là Hào không xứng đáng. Bro gặp Hào được 5 phút xong đánh giá luôn cuộc đời lẫn con người của Hào. Chất, Hào trở về trái đất trong tâm trạng rối bời. Còn Sinestro và các chiến binh tinh nhuệ nhất xin được lệnh lên đường, tiêu diệt Parallax. Và đương nhiên là cả nhóm chết hết. Mẹ, cái nhóm này yếu thật. Thua xa nhóm của chúng tôi có tên là phim này hay phết. Ở đây chúng tôi bàn luận về mọi thứ, miễn là nó về phim. Nên nếu bạn thích phim thì vào đây, còn nếu bạn không thích phim thì cũng vào đây để mà chúng tôi khiến bạn kiểu thích phim hơn tí. Quay trở lại thì Sinestro phải về để xin thêm quân, nhưng các sếp to không cho khiến Sinestro bực tức. Trong khi đó, trên trái đất gặp Hector, người bạn tuổi thơ của Hào và Carol mà tôi đã kệ mẹ ở đầu phim. Anh giờ đã là một nhà khoa học nghiên cứu về những sinh vật ngoài vũ trụ. Nói nôm na là một thằng dở. Anh vừa được chính phủ thuê để nghiên cứu xác của Abin Sur. Vì không có đủ khả năng chuyên môn lẫn biện pháp phòng ngừa nên là anh vẫn còn trinh. Nên là một chút sức mạnh của Parallax trong vết thương của Abin đã nhập vào cơ thể của Hector, khiến tính cách của Hector dần cọc cằn và có thể đọc được những suy nghĩ tiêu cực của người khác về mình. Sau đó Hector đến gặp bố và biết được rằng mình được nghiên cứu Abin là do bố có quan hệ, chứ còn anh thì vẫn là thằng dở. Bố thằng dở. Bốn là mình mà. Thế là anh dỗi. Tối hôm đó, trong buổi tiệc, vì lại nghe bố mình móc mỉa giữa bữa tiệc, tự nhiên não Hector nhảy số, tấn công trực thăng của bố mình, khiến cái trực thăng lao vào đám đông dự tiệc nhưng không khiến ai bị thương. Nhưng mà Hào ở đó và Hào muốn do something. Anh tạo ra một đường trượt để đưa chiếc trực thăng xuống đất an toàn. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hành động này đã khiến Thomas biết được Hào chính là người sau lớp mặt nạ. Vậy sức mạnh của cậu là gì? Tôi biến trí tưởng tượng thành sự thật và cậu chọn biến ra một cái đường trượt. Thế còn Gundam, Gao King, Optimus Prime cứu lấy máy bay thì sao? Bản quyền đâu? Nezuko-chan vú to đâu? Nghe bạn hỏi, Hào đến chỗ Carol. Cô chỉ tốn nửa giây để biết cái cây thông Noel trước mặt mình là ai. Và Hào cũng tự thú nhận luôn. Nhưng Hào cũng bảo rằng anh là kẻ thất bại và không làm được cái gì nên hồn, nên là anh cũng không thể nào mà làm chiến binh bảo vệ hòa bình lẽ phải được. Sau đó Hào rời đi trong sự thất vọng của Carol. Cô đã nghĩ là anh tốt hơn thế. Trong khi đó, Hector đã tiến hóa thành Heimerdinger, hoặc là sinh viên IT sau khi fix code 500 lần vẫn chưa xong. Bố Hector lúc này hy vọng rằng đó là gen lặn từ bên nhà ngoại và ra lệnh nhốt hắn lại, khiến Hector nổi điên và giết sạch mọi người. Hào tìm được đến nơi thì đã quá muộn. Sự sợ hãi và trí tưởng tượng cùi bắp khiến anh không đủ sức đánh bại Hector, mà còn đánh động cho Parallax biết về sự tồn tại của trái đất cũng như là chiếc nhẫn của Abin Sur. Anh bèn trở về nhà trong cảm giác tội lỗi. Đừng buồn nữa, sự sợ hãi là điều mà người ta không đành lòng xem ở một đèn lồng xanh. Yêu cầu đầu vào là không được sợ hãi. Cái nhẫn này chọn sai người rồi. Chẳng có ai là không sợ hãi cả. Họ có sợ, xong rồi họ không sợ nữa. Đó gọi là dũng cảm. Đúng, đúng. Thế là Hào bay đến, tìm các sếp. Sinestro lúc này đang định dùng phương án cuối cùng. Một chiếc nhẫn vàng sử dụng sức mạnh sợ hãi tương đồng với Parallax. Hào bảo Sinestro đừng dùng. Thế là Sinestro không dùng. Hào bảo các sếp là mấy thằng hèn. Các sếp không cãi được. Hào bảo là để Hào tiêu diệt Parallax. Mọi người chả tin. Sau đó Hào về trái đất đối mặt với Hector. Hắn ta chuẩn bị giết Carol. Hào cố thuyết phục hắn. Thậm chí Hào đưa cả nhẫn cho hắn, bảo rằng hắn cũng có thể là người được chọn giống Hào. Hắn bảo ha, mày đã bị lừa, xong bắn Hào. Hào cũng ha, mày đã bị lừa, xong cái nhẫn bắn hắn. Hào cứu được Carol, nhưng Parallax đã đến trái đất. Hắn hút sinh lực của Hector và bắt đầu ăn trái đất. Hào vận dụng hết trí tưởng tượng của mình ra để mà tạo những thứ trông yếu vãi chưởng nhưng mà không hiểu sao vẫn có tác dụng với Parallax. Hào lùa hắn ta ra ngoài vũ trụ và tiến lại gần mặt trời. Parallax bị hút vào mặt trời vì vật càng to thì bị hút càng dữ. Hào bồi thêm một phát đấm trông yếu như dế nhưng mà không sao. Parallax đã bị đánh bại. Thật sự là không ai nghĩ đến cách này trước đấy hả? 3.600 chiến binh sử dụng trí tưởng tượng để chiến đấu. Hào trở thành anh hùng mới trong đội ngũ các chiến binh đèn lồng và bắt đầu hành trình của một siêu anh hùng thật sự. Bảo vệ vũ trụ khỏi sự tà ác, nhưng không bảo vệ được phim của mình khỏi các nhà phê bình.